Bên cạnh mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, thì mối quan hệ giữa chị dâu, em chồng và em dâu, chị chồng cũng là một đề tài không mới của mọi thời đại. Làm sao để hòa hợp và thương yêu chị em chồng như những người thân thực sự trong gia đình? Mối quan hệ giữa chị dâu, em chồng hay em dâu, chị chồng là mối quan hệ khá nhạy cảm. Với vị trí, vai trò là người mới nhập gia, thì các nàng dâu nên là người chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ bằng tình cảm chân thật. Thực chất, việc này không quá khó, chỉ cần sự quan tâm chân thành, một vài ấn tượng tốt đẹp trong những buổi gặp gỡ, trò chuyện, thì các nàng dâu tương lai đã có thể chiếm được thiện cảm của các quý cô bên chồng. Khi đã trở thành người một nhà, thì việc có thể duy trì được mối quan hệ này lại là cả một nghệ thuật sống. Giai đoạn này cần lắm sự chín chắn, chan hòa trong cách sống của các nàng dâu cũng như chị em chồng. Dù có vẻ đơn giản là vậy, nhưng trong cuộc sống của chúng ta thường xuyên bắt gặp ở đâu đó những câu chuyện xoắn não xảy ra xoay quanh quan hệ chị em dâu. Điển hình như câu chuyện sau đây, một người chị dâu rất biết nhường nhịn em chồng. Thế nhưng chính sự dĩ hòa vi quý và nuông chiều mối quan hệ của người chị đã làm cho cô em đang tuổi ăn tuổi lớn có những hành động chưa chuẩn mực, coi những giúp đỡ của chị là nghiễm nhiên, đôi khi hành xử có phần quá đáng. Dẫu vậy, nhìn ở góc độ tích cực, cô em vẫn coi chị là đồng minh và chia sẻ những câu chuyện bí mật của mình. Chỉ có điều, hành động đó lại dễ đẩy chị dâu vào mâu thuẫn gia đình khi dám bao che những vấn đề nghiêm trọng xảy ra với em. Câu chuyện như thế này: tôi mới kết hôn được gần 8 tháng, chồng tôi là con trưởng trong nhà, bên dưới còn một cô em chồng đang học lớp 11. Bố mẹ chồng tôi là công chức nhà nước đã về hưu. Vì chồng tôi ngoài 30 mới kết hôn, nên ông bà cũng mong chúng tôi mau sinh con để ông bà có cháu bế. Tuy nhiên tôi mới ra trường chưa lâu, công việc cũng chưa ổn định, với lại tôi cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ. Hiện nay vợ chồng tôi vẫn đang kế hoạch, đợi chờ một thời điểm thích hợp sẽ tính đến chuyện có con. Tôi chưa có con luôn, bố mẹ chồng dù không hài lòng nhưng cũng không thúc ép. Tôi cũng không bị áp lực khi sống chung với bố mẹ chồng vì ông bà tư tưởng khá hiện đại, không hề cổ hủ. Nhưng vấn đề tôi đang gặp phải nằm ở cô em chồng tai quái. Em chồng tôi là một đứa cá tính, thích làm theo ý mình. Nhiều lúc bố mẹ chồng tôi cũng phải lắc đầu, ngao ngán. Do tôi mới tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại cách em chồng có vài tuổi, nên tôi luôn được bố mẹ chồng lấy ra làm gương cho em học hỏi. Không biết có phải vì như vậy mà em luôn thấy khó chịu với tôi hay không? Mọi việc lặt vặt trong nhà, cô ấy hầu như không chịu làm, với lý do chị giỏi, chị đi mà làm hết. Chưa hết, bố mẹ chồng tôi còn giao cho tôi phải kèm em học bài để sang năm còn thi đỗ đại học. Vì vậy tôi rất áp lực về việc đó. Ban đầu tôi chỉ giảng giải cho em những bài khó. Nhưng về sau em bắt đầu ỉ lại và nhờ tôi làm bài tập về nhà và coi đó là việc mà tôi phải làm. Đi làm cả ngày mệt mỏi, tối còn phải làm bài tập cho em, như thể mình đi học khiến tôi càng mệt thêm. Ngoài việc phải làm bài tập cho em chồng, tôi còn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại giải cứu của em. Chẳng hạn, nhóm bạn của cô ấy đi ăn nhưng cô ấy không mang đủ tiền, đã nhờ tôi đến thanh toán hóa đơn hộ. Rồi có lần cô ấy đi sai luật, bị cảnh sát giao thông lập biên bản, cô ấy cũng gọi tôi mang tiền đến nộp phạt. Rồi cả chuyện đánh nhau với bạn ở trường phải mời phụ huynh đến, em chồng cũng nhờ tôi xuất hiện thay với lý do bố mẹ đang ốm không thể đến được. Dù rất muốn nói với bố mẹ những chuyện này, nhưng tôi lại kiềm chế. Vì với tính cách ngang bướng của em, tôi sợ sẽ làm lớn chuyện và đẩy mâu thuẫn chị dâu em chồng lên cao hơn nữa. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện trên tôi đều có thể bao che và giấu cả nhà giúp em. Nhưng hiện tại, cô ấy đang nhờ tôi giải quyết một việc quá khả năng của mình. Em chồng tôi đã có bầu. Ngay từ lúc biết em chồng có người yêu, tôi đã hết lời khuyên can. Tôi nói rằng tuổi em còn nhỏ nên hạn chế yêu đương và tập trung vào việc học hành, hoặc có yêu đương thì phải biết giữ mình, đảm bảo an toàn cho mình. Thế nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra và để lại hậu quả. Khi biết chuyện, tôi cương quyết từ chối, vì chuyện này quá nghiêm trọng, tôi không thể trở thành đồng phạm của em để lừa dối cả nhà được. Nếu biết hai chị em giấu cả nhà, tôi không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào nữa. Nhưng em chồng khóc lóc, năn nỉ, chỉ có tôi mới có thể giúp được em ấy. Nếu chuyện có bầu lộ ra, tương lai với cô ấy coi như chấm dứt. Trường hợp tôi không giúp, cô ấy sẽ một mình giải quyết vấn đề. Hiện giờ dù không phải là người gây ra tai họa,
nhưng tôi cũng đang rất rối bời. Tôi không biết phải làm như thế nào cả. Giờ nên giúp em chồng hay tìm cách nhẹ nhàng nói cho cả nhà biết để người lớn có phương hướng giải quyết vấn đề. Mặc dù có chút chẳng hài lòng về cô em chồng, thế nhưng mâu thuẫn trong gia đình này có vẻ như không quá căng thẳng. Có chăng chỉ là sự khác biệt về lứa tuổi, suy nghĩ, cách hành xử và lối sống của hai người. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện thứ hai để xem rằng ở chiều ngược lại thì có khi nào người chị dâu là người châm ngòi của mâu thuẫn gia đình không nhé. Tôi mới đuổi chị dâu của mình ra khỏi nhà. Và tôi chỉ đuổi chị dâu, không cho chị bế theo cháu. Dù sao đứa bé cũng là máu mủ của nhà tôi không cho chị bế theo là đúng. Hơn nữa, chị vốn cũng chẳng chăm được cháu tôi, dù chị là mẹ đẻ của nó. Hồi mới cưới về, tôi và chị dâu sống cũng hòa thuận. Tôi luôn nghĩ mình sống tốt với chị một chút, sau này mình cũng làm dâu của nhà người khác. Tôi càng không muốn đặt anh trai mình vào tình thế khó xử, giữa một bên là em gái, một bên là vợ. Nhưng càng sống lâu, tôi càng ghét chị dâu ra mặt. Làm dâu gì mà sáng bạch mắt ra chị mới dậy. Tôi mua đồ ăn sáng về rồi, chị còn che ỏng che eo, rồi nói sao tôi không hỏi chị thích ăn gì mà đã tự ý mua. Nếu tôi hỏi, tôi đã dựng chị dậy cho chị đi mua rồi. Ai đời em chồng hầu hạ chị dâu như vậy mà còn bị trách ngược. Mà ăn xong, chị lại vội vã lao vào bàn trang điểm, tô son điểm phấn cho lộng lẫy rồi đi làm. Chén bát còn nguyên đó, tôi phải dọn dẹp, dù tôi cũng đi làm. Đến mẹ tôi còn lắc đầu ngán ngẩm. Ngày chủ nhật, chị dâu tôi đi chơi từ sáng sớm. Khi thì đi với bạn, khi thì kéo anh tôi đi. Thôi thì ngày nghỉ, chị muốn đi đâu thì đi. Nhưng ít ra, chị phải thưa với bố mẹ tôi một tiếng. Đằng này cứ ăn diện rồi lên xe dắt ra, đi là đi thôi. Tôi không hiểu cái miệng chị dùng để làm gì mà đến phép lịch sự cơ bản chị cũng không biết. Rồi mang thai, chị lại càng hạch sách gia đình tôi hơn. Cái chổi chị không động, nước đổ chị cũng không lau, nhà tắm thì chị không bước vào vì sợ té ngã. Cứ tối tối anh tôi phải bưng bê nước lên phòng cho chị lau người. Hỏi có ai bầu mà kỹ đến mức phát bệnh đến thế không? Sinh con rồi, chị cứ ôm dịt thằng bé, chẳng phải làm gì cả. Giờ khi đi làm lại, chị lại nhờ mẹ tôi chăm cháu. Nhưng khi nhờ, chị nói giọng hách dịch. Cháu mẹ phải chăm, mẹ nhớ làm theo cái bảng nội quy này nhé. Rồi chị đưa cho mẹ một bảng nội quy dài ngoằng với đủ yêu cầu. Tôi bực quá, xé luôn cái bảng rồi chỉ tay đuổi chị về nhà chị mà ở. Đây là nhà chồng, mẹ tôi là mẹ chồng, không phải ô xin, để chị muốn sai bảo như thế nào là sai bảo. Chị khóc lóc, mắng tôi hỗn, tôi vẫn ôm đồ chị, vứt ra sân. Bây giờ chị làm hung làm dữ đòi ly dị anh tôi. Anh tôi cũng chán nản nên bảo chị cứ viết đơn đi, anh ký. Thế đấy, làm dâu mà không biết phận thì dù mẹ chồng có hiền, cũng có người khác tiễn thay. Tôi chẳng thấy ân hận gì cả. Một câu chuyện đúng là bi hài đúng không quý vị? Cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không mâu thuẫn nào giống mâu thuẫn nào cả. Có chăng cách giải quyết vấn đề của mỗi gia đình là khác nhau mà thôi. Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, cũng như em chồng, chị dâu hay chị chồng, em dâu nên được cải thiện và vun đắp ngay từ những ngày đầu ra mắt gia đình bạn trai. Có lẽ không nên để lại ấn tượng không tốt với cô em chồng, chị chồng trong những lần gặp gỡ, vì như vậy sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ chị em. Vậy nên với những cô em chồng, ngay từ ban đầu bạn hãy luôn tỏ ra là một người chị thật sự. Hãy tỏ rõ vai trò của mình đối với em. Và ngược lại, nếu chuẩn bị đón một cô em mới về nhà mình thì người chị cũng cần có tâm thái hoan hỉ. Thường xuyên quan tâm tới người chị em của mình, tìm hiểu tính cách của nhau để quan tâm nhau một chút. Trước hết dù ở cương vị nào thì chúng ta cũng nên là người chủ động và cố gắng thật sự để cải thiện mối quan hệ mà xưa nay vẫn được cho là đầy gai góc. Một ví dụ rất đơn giản, bạn hãy thường xuyên tổ chức sum họp vào những dịp đặc biệt như sinh nhật hay nghỉ lễ để cả gia đình có thời gian quây quần, tặng nhau những món quà nhỏ, cùng nhau làm một bữa ăn. Sau mỗi lần như vậy, chắc chắn mọi thứ sẽ được gắn kết thêm một chút. Bạn cũng có thể cùng tâm sự hay hỏi ý kiến của người chị em trong một số việc gia đình. Những điều tương tự kiểu này sẽ giúp tình cảm của bạn và chị em dâu ngày một bền chặt hơn. Và cũng đừng quên, đức lăng quân của bạn có một vai trò vô cùng lớn giúp bạn dễ dàng gần gũi hơn với chị em chồng. Bởi anh ấy vừa là chồng bạn nhưng cũng là anh trai hoặc em trai của người ấy. Vậy nên, đây có thể xem như chiếc cầu nối của bạn trong mối quan hệ này.
Và đặc biệt, khi em chồng hay chị chồng của chúng ta cần giúp đỡ, hãy là người hết lòng với cô ấy. Hãy làm hết khả năng mà bạn có thể. Trong trường hợp không có khả năng giúp được thì hãy thể hiện bạn là người biết cảm thông và sẻ chia. Chỉ cần chúng ta quan tâm đúng mực đến gia đình nhà chồng, yêu thương chồng con và làm hết khả năng của một người giàu thảo, thì dường như mọi mâu thuẫn dù lớn đến đâu giữa bạn và bà cô bên chồng sẽ đều được hóa giải. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, chắc chắn sẽ được chinh phục thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới đây. Hẹn gặp lại trong những số podcast gia đình tiếp theo nhé.